Hôm nay mình vô thăm lại cái vườn sầu riêng gốc lớn ghép cải tạo giống sầu riêng Thái Lan lên nè. Bây giờ sau 5 tháng thì cái chòi ghép của mình nó lên đã đẹp rồi ha. Nhưng mà chủ vườn kiểu như là không có chăm sóc á, để tự nhiên này, chăm sóc không có kỹ, rầy đánh hơi nhiều. Cái dàn cơi này rầy bông với lại rầy xanh nó đánh hơi nhiều. Nhưng mà cái tàn của nó rất là đẹp rồi ha nè. Cái vết ghép nè. Nha mọi người. Vết chép nó đã bự ra nè. Vết chép đã bự ra rồi. Cái này là mình lấy cây mình nẹp lại ha. Lấy cây mình nẹp lên trên này, nẹp lại giữ lại. Đó. Ở dưới mình vẫn chừa nhánh thở nha. Vẫn chừa nhánh thở bình thường chứ đừng có cắt ở dưới. Để cho nó nuôi gốc mình cho nó khỏe. Ở trên mình lấy cây mình nẹp lên. Ha, nẹp lên giữ cao lên rồi đó. Đó. Này là được 5 tháng nha mọi người. Cái này là tầm chừng 2 năm á, là nó sẽ làm bông thôi, nó nhanh lắm, nó rất là nhanh nha mọi người. Mình sẽ đi qua những cái cây kia cho mọi người xem luôn. Mắt ghép nó cũng cứng ngắc vô cái thân cây, nó dính chặt vào thân cây rồi nè. Đó, cây này lên cũng cao lắm rồi, lên gần 2 mét rồi. Này là mình chặt cái cây mình nẹp lại ở phía trên đó mọi người. Ở dưới là vẫn chịu nhánh thở ha, để cho cây mình nó khỏe. Rồi mình bỏ phân á, bỏ phân tưới nước vô là những cái nhánh nó sẽ hút cái nuôi cây mình, nuôi phụ cho cái chòi ghép. Rồi khi nào mà cái chòi ghép của mình nó thần thục, nó bự hẳn rồi đó, thì mình cắt bỏ nhánh đó cũng được. Khi nào chòi ghép mình gần chỗ trái rồi mình cắt bỏ nhánh dưới, hoặc là mình để nhánh dưới mình ăn cũng chả sao, không việc gì hết. Cây này thì cũng lên mạnh lắm rồi, nhưng mà thấp hơn. Cây này thì thiên về nó xòe tán dù, xòe tán dù dưới nè. Cái ghép nè. Cây này cây bự lắm rồi, ghép vào cây to á mọi người. Này lên đẹp rồi ha. Nẹp lại hẳn hoi. Cây bên kia mình sẽ qua vòng vòng cho mọi người coi ha. Cây này thì lên mạnh mẽ luôn. Cái đọt nó non, nó cứ vượt liên tục nha mọi người. Nó vượt quá, nó nặng quá, nó quằn xuống luôn nè, thấy không? Tại vì cái sức của cái cây bự này nó đẩy lên, nó đẩy cái ngọn lên rất mạnh ha. Thì mình cưa cái ngọn nó rồi là nó dồn tất cả các lực, nó dồn lên trên cái đỉnh của cái chòi ghép của mình. Mình sẽ quay vào những cây khác. Cây này là cây sầu riêng Musangkin. Musangkin cái là mình ghép, chuyển đổi qua cái giống sầu riêng Thái lên trên ngọn của nó nè. Đó, cách lên khoảng 1 mét, hơn 1 mét cái mình ghép lên trên đó. Chòi này cũng 5 tháng rồi nè. 5 tháng rồi. Nó lên đẹp lắm rồi. Đó, cái chòi lên đã kêu. Mắt ghép của mình nè. Bây giờ là mình chặt cái cây mình nẹp ở bên kia qua, mình giữ cái chòi lại. Sau này cái chòi này nó bự thiệt bự á, nó bự bằng cái bắp chân của mình, nó sẽ hút cái chỗ này teo đi. Teo khô cái chỗ này đi là mình lại sẽ lấy cái cưa mình cưa chỗ này nè. Mình cưa ở chỗ này rồi mình quét thuốc vô, một thời gian sau nó sẽ liền lại thôi, nó kéo da liền là cái cây của mình, nó liền giống như vậy luôn nè. Cái cây sầu riêng này là cây sầu riêng hộp, ngày xưa trồng sầu riêng hộp cái là mình ghép vô Musangkin vô á. Cái Musangkin vô là Musangkin nó không hiệu quả, nó bắt đầu về mình ghép thêm cái giống Thái mảnh thon lên trên này nè. Giờ cái mắt ghép của mình vẫn liền rồi, thấy không nè. Sau này thì cái ghép chỗ này nó cũng sẽ liền giống ở dưới thôi. Sau này cái mắt ghép chỗ này nè, nó sẽ liền giống ở dưới này, y chang như vậy, nó liền một thân này luôn. Cây này là cây Musangkin nè. Xong rồi mình đưa mình ghép chuyển đổi qua giống sầu riêng mảnh thon nè. Đây là cái mắt ghép của mình nè, mắt ghép nè. Mắt ghép chuyển đổi qua giống sầu riêng mảnh thon ha. Đó, rồi giờ mình nó lên lên đây là bắt đầu mình lấy cây mình nẹp vô đây. Mình nẹp vô một thời gian ha. Đó, mình chặt cái cây mình nẹp vô một thời gian. Sau này cái chòi của mình nó to, nó bự rồi á, là bắt đầu nó sẽ chỗ này nó sẽ hút khô dần dần đi. Rồi mình cũng cưa sau nó sẽ liền lại giống như vậy nè. Nó sẽ liền lại ha. Đây là mình vẫn chừa nhánh thở dưới, chừa nhánh thở trên. Từ từ hẳn cưa khúc này. Nó ghép lên đẹp rồi. Kìa. Cái này. Này mắt ghép lên cũng đẹp lắm rồi nè. Mình tán dù đẹp rồi ha. Cũng Musangkin chuyển đổi sang á. Cái này ghép lên đẹp lắm rồi ha.
Lên quá mê luôn rồi đó. Lên cứ cái ngọn nó cứ phun liên tục nha mọi người. Đó, nó lên không có nghỉ luôn á. Cái ngọn nó phun ra không nghỉ luôn á. Mùa nắng thì mình tưới nước cho nó đầy đủ. Xong rồi mình bón phân đầy đủ cho nó nè, mất kép rồi. Giờ nó bắt đầu là nó dính chặt vào thân cây ha. Nó dính giống như cái chồi của nó luôn rồi đó. Giống như cái chồi nó mọc ra từ trong thân cây vậy đó. Chắc chắn, rất là chắc chắn ha. Nẹp ở trên nữa như vậy, cố định như vậy là tuyệt vời luôn. Ok. Cây này là cây sầu riêng gốc lớn nha mọi người. Còn gốc nhỏ thì nó sẽ nhanh liền hơn nữa. Rồi chào mọi người ha. Hẹn gặp mọi người trong những video sau. Mình sẽ quay những cái vườn khác. Vườn này là ở bên lô 197 Dầu Dây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Rồi bây giờ mình chiều nay là phải đi xuống Tây Ninh, rồi vòng một vòng về miền Tây. Chào mọi người ha.